Chào các cô chú và các anh chị, các bạn. Thì trên cái hành trình từ xã Thanh Mỹ về thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, thì tôi vô tình gặp được một bà cụ. Khi mà tôi chạy ngang thì tôi mới biết đây là bà cụ mà trước đây Tâm Gồm đã từng giúp đỡ bà. Đó là bà Tám mù, giúp đỡ bà để đưa bà vô chùa. Bà Tám bán nhang, thì đưa bà vô chùa. Thì trên cái đoạn đường rất là vắng như thế này, không có người xe cộ, không ít, rất là ít xe cộ qua lại. Và đây chúng ta nhìn thấy một con đường xa thăm thẳm như thế này, nhưng mà bà Tám lại ngồi một mình ên, lặng lẽ một mình ên, để mà bán những cái bó nhang cho mọi người. Và đây là một tình cờ tôi gặp được, nên tôi sẽ quay cho các bạn xem sau khi bà Tám về. Bà Tám, dạ con chào bà. Dạ con chào bà Tám. Bà Tám ơi. Dạ con chào bà. Ủa sao bà ngồi ở đây bà bán? Trước giờ Tám bán ở đây không hả? Đi rước ngán quá trời luôn. Bà, tại sao bà ngồi đoạn đường vắng như thế này vậy bà Tám hả? Dạ. Dạ con đi Thanh Mỹ về. Đoạn đường vắng như thế này rồi người ta có thường mua cho bà Tám không? Hả? Đoạn đường vắng như thế này người ta có thường mua nhang cho bà Tám không? Có. Vậy hả? Bữa hổm nó đi đâu vậy, gặp nó ngoài kinh tư á. Bà Tám ha. Gặp ai? Bà Tám gặp ai? Hả? Bà Tám gặp ai ở ngoài kinh tư? Này con hỏi ai? Bà Tám gặp Tâm hả? Vậy hả? Ủa sao bà Tám không chịu ở trong chùa? Vô bà nó khó ở. Dạ? Vô khó ở không được. Sao bà? Tám không biết sao nữa. Ở không được hả bà Tám? À. Dạ, bây giờ bà vẫn đi bán nhang hoài vậy đó hả? À. Bà bán cái đoạn đường này không hả? Bán đi chỗ này chỗ kia, hôm qua xuống đi kinh tư rồi nay ngồi đây một bữa. Nay ngồi đây bữa. À. Bà có biết là cái đoạn đường này nó vắng dữ lắm không? Hả? Bà có biết rằng là cái đoạn đường này bây giờ nó vắng dữ lắm không? Sao ạ? Tại vì con thấy là xe qua ít người qua lại á. À. Dạ. Bà Tám ngồi đây lâu chưa? Bán thử rồi à. Lâu lâu tính bán bữa rồi đó. Vậy hả? À, nhiều khi làm biến đi xa thì ra đây ngồi bán xe không à. Nhà bà Tám ở đâu? Hả? Nhà bà Tám ở đâu? Ngọn hả? Hôm trước thì con gặp Tâm quay bà lên, nhưng mà con không không biết là bà bán trên cái đoạn đường hôm nay bà bán trên cái đoạn đường vắng toàn là cây không như thế này. À. Nhà con ở đâu? Con ở Mỹ An. À. Ở thị trấn Mỹ An đó bà Tám. À, thị trấn Mỹ An ha. Dạ. À. Rồi bà Tám ngồi đây từ bao giờ đến bây giờ? Hả? Bà Tám ngồi ở đây từ bao giờ đến bây giờ? Tính ra chắc cỡ 1 giờ quá. Một giờ. Tại vì tự chống tấm đổ ở đây xa lắm. Vậy hả? Ừ. Rồi có ai chở bà Tám hay là bà Tám tự đi? Tự đi. Bà Tám tự đi. À, bác hết tự về. Ai ơi. Hồi 8 giờ sáng giờ bà Tám mua được bán được nhiều chưa? Hả? Hồi sáng giờ bán được nhiều ốp nhang chưa? Bữa 5 bó nhang rồi. Bữa 20 bó rồi còn đang 15 bó đó. Mới bán được 5 bó à hả? Trời ơi, bà Tám có ăn gì chưa? Sáng có ăn mì rồi chứ. Ăn mì hả? Chưa ăn cơm hả bà Tám? Không, Tám không có ăn cơm. Bà Tám có thể chia sẻ cho con biết tại sao không? Bà Tám không ở trong chùa không? Hả? Bà Tám có thể chia sẻ cho con biết tại sao bà Tám không ở trong chùa? Tại vì... chùa đó. Tám ở không được. Tám ở không được hả? Sao? Bây giờ Tám vẫn ở nhà mình vậy đó. Ăn nhằn khỏe hả Tám hả? Trời ơi, hôm nay thì con tình cờ con gặp bà Tám đây. Ôi lúc nãy thì con chạy ngang đó bà Tám. Con gặp bà cụ, con tưởng đâu không phải là bà và đang làm gì. Nên con chạy ngang con thấy rất là vắng, con thấy bà đội cái nón nữa. Ôi con thấy thương bà quá. Bà Tám năm nay nhiêu tuổi rồi? 66 con. Dạ. 66. 66 hả? Trời ơi, rồi không lấy đường như thế rồi lát nữa bà Tám biết quẹo lên hay quẹo xuống về. Để cái gì con? Bà Tám phải quẹo hướng nào để đi về? Sao? Bà Tám phải đi hướng nào để về nhà bà? Nhà từ nhà Tám á hả? Dạ. Là xa gần á hả? Dạ. Đây chúng 5 cây à? Dạ, trời ơi. Này, lâu lâu có một cái chiếc xe chạy như thế này. Hằng ngày thì
cái công việc bà Tám là sau một thời gian ở trong chùa thì bà Tám không có cảm nhận được cái sự mà thoải mái bà Tám ha. Rồi bà Tám bây giờ phải ra ngoài, ngồi ở cặp một cái bờ đường, cái con kênh và bán ngang như thế này. Trời ơi thương bà Tám quá. Tại trên đường đi về đó mà, mình vô tình gặp được bà Tám trên cái đoạn đường này, mới nhớ được là Tâm Gồm đã từng quay bà. Thì hôm nay mình quay lại cho các bạn xem về cái cuộc sống của bà sau một thời gian. Tám lặng tay lắm hả? Thôi bà Tám ơi, chiều rồi bà Tám đi về đi. Chút cái tính về. Còn nãy chiều nắng rồi, bà Tám cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Con chúc bà Tám sức khỏe nha bà Tám. Dạ con chào bà Tám nha.